achieved with CryEngine. Rồi, hello anh em nha. Thì chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì trong cái clip hôm nay á, mình sẽ giới thiệu về anh em cái con game Raider of Icarus. Thì con game này đồ họa đẹp nha anh em, đồ họa khủng đó, theo mình đánh giá. Thì trong con game này thì trong clip hôm nay á, thì trước tiên mình sẽ chưa nói đến vấn đề tải game hay thế này nọ nha anh em. Chưa nói về vấn đề tải game gì hết nha. Và cái con game này thì như khúc đầu cho anh em thấy á, là của Wimix. Đó, của Wimix là cái đồng Ria nó đang ở trên ấy á. Nhưng mà đầu tiên là con game này là hoàn toàn tiếng Anh nha anh em, không có tiếng Việt. Thì thôi không dài dòng nữa thì anh em theo mình đi trải nghiệm nha. Thì đầu tiên ở đây là anh em thấy đồ họa đây là cỡ nào rồi đó. Mấy con mà anh em mà máy yếu là chơi không nổi nha. Game khá nặng anh em. Mình sẽ chọn bừa một server mình chơi cho đại. Cái đây là mình chơi trải nghiệm thử thôi, nhưng mà mình sẽ chơi bừa một server mới để mình lấy cho anh em. Mình sẽ trải nghiệm từ đầu cho anh em coi nha. Rồi thì đây là cái phần giới thiệu class nhân vật nha anh em. Đây khá nhiều class nhân vật đây. 2, 4, 6, 8. Và cái class đây là cái class mới update. Thì đây theo mình là khá đẹp anh em. Nói chung tùm lum class ấy, nói chung là anh em phải chơi. Anh em phải chơi thì anh em mới trải nghiệm, mới cảm nhận được nha anh em. Đây. Thì đầu tiên là class kiếm nha anh em. Class kiếm, đó đây anh em để ra đây. Bên đây là nó có cái phần demo này anh em. Đó. Để cho anh em dễ mường tượng cái class như thế nào nha. Rồi, tiếp theo là tăng. Nhìn giống y như Thor, giống y như Thane bên Liên Quân nha anh em. Đây đó anh em để coi. Thì trong mấy cái này thì anh em thích chơi về cái nào, rất nhiều class, 8 class luôn anh em. Có Assassin sát thủ rồi về tùm lum ta la hết á. Nói chung mình không có giỏi tiếng Anh, anh em nào mà giỏi tiếng Anh anh em chơi này khá tốt á. Này hát này, này nó để đồ khó nè. Đó, Noma là ấy bình thường nè, đó SC. Sát thủ là khó. Con này là như pháp sư này nè. Rồi very hard luôn. Thì có nhiều con tướng là nó sẽ very hard nha anh em thấy không? Giờ nó gồng lên nó thả. Đây, con đây cũng vậy. Nói chung là với DH đây là sau này là những cái combo anh em cho anh em chơi, anh em lựa chọn combo đó. Thì rồi sơ lược giải nha. Thôi mình sẽ lựa chọn mình chơi con này đi, đó, sơ đi. Để mình vô trong mình sẽ chỉnh lại tiếng nhạc sau nha anh em. Thôi quá. Thì đây, thì ngoài ra ở cái phần này á thì anh em có thể chọn đồ đó. Anh em có chọn đồ nào anh em chọn đó, đẹp không? Thích cho anh em mặc bikini luôn cũng được. Rồi thì ngoài ra anh em có thể chọn tóc nè, mặc bikini nó rồi. Đó, anh em nhấn chuột phải, anh em kéo để coi, anh em coi vòng quanh nó nha. Đó, body rất là chuẩn anh em nhờ. Đấy. Còn cái này lên là đó, rồi anh em có thể chọn tóc. Nói chung là anh em có thể tự chọn hình nhân vật của mình được. Nói chung rất là nhiều cái face rồi mắt mũi miệng rồi đó, tùm lum tà la hết. Mặc bikini à. Thôi mặt này đi cho nó được được xíu. Chọn tóc này đi nè. Đó, này cho nó ngầu tí. Trời ơi á. Khi mà anh em chọn xong rồi anh em có thể kéo tới kéo luôn anh em điều chỉnh khuôn mặt được nha anh em, điều chỉnh mắt mũi được nha. Sao mà trong này nó làm đẹp mà sao đưa ra thì xấu thế. Rồi, mặt này không tạm được. Rồi tóc. Đó thì bắt đầu tôi chọn tóc. Đó, đó là khúc đầu đó anh em chọn. Anh em thích kiểu gì thì anh em chơi kiểu đó. Đó, dài đi cho nó thánh thiện. Color màu môi hả. Rồi.
Cái đây là anh em chọn body nha anh em, to nhỏ lớn bé anh em thích. Anh em thích mignon, anh em thích gì đó, mình là thích bự. Đó, không đây bự quá, không hợp với khuôn mặt. Dạ thì không ta. Rồi ra đi, đó. Rồi skin gì đây? À skin hình như là chọn màu đồ anh em. À màu da, màu da. Đây chọn màu da. Mình là phải cho trắng như tuyết vậy đó. Rồi, bây giờ bắt đầu lông mày. Tại vì anh em muốn chọn sao thì anh em chọn nha. Rồi mắt. Đó. Mắt anh em có thể chọn được cả màu mắt không nha anh em. Đó, chơi màu đỏ đi cho nó ngầu. Đó. Rồi, EC đó, trong mắt này anh em thích chơi mắt mèo luôn còn được. Đó, anh em kéo phóng to lại đó, anh em nghiên cứu đấy không. Này đi. Đó, mắt màu hồng cho nó hợp với cái tóc anh em ơi. Rồi môi. Đó, cho nó cười cười xíu. Rồi, hình xăm. Đây có cả hình xăm nha anh em. Chọn hình xăm nào cho nó ngầu. Đây phù thủy hắc ám á. Ui. Đó, dài đi cho ma mị nè. Mình để mắt màu tím à. Rồi. Thôi mấy cái này thì chọn lâu, anh em nào mà anh em giỏi tiếng Anh á, anh em kiếm được nha. Mình thì bỏ tay. Rồi, thì đây anh em phải để tên. Rồi, mình để tên mình rồi, Green. Tạo nhân vật nha anh em. Rồi thì bây giờ tiếp theo vào á là anh em đó, bây giờ anh em sẽ chọn hai phương án, một là anh em sẽ di chuyển chuột. Đó, hai là anh em sẽ chọn cái này là mục tiêu. SD mục tiêu. Đó là anh em chỉ chơi bằng chuột thôi sao á. Chuột đây đi qua đi lại. Thôi, mình chơi bằng cái thông dụng kia đi anh em. Di chuyển SD đi. Rồi thì bây giờ anh em cùng mình vào đi trải nghiệm cái đồ họa game nha. Theo mình thì đồ họa con game này đỉnh. Nói chung là cỡ Mifor là không ăn thua nha anh em. Đây là bắt đầu vô quảng cáo nè. Kiểu như trailer game vậy đó anh em à. Đó. Vì cái video này là video review nên mình sẽ không có bỏ qua mấy cái đoạn quảng cáo nha anh em. Không phải là bạo đoạn quảng cáo mà như cái đoạn là mấy cái đoạn này nha. Đó, để anh em coi thứ nhất nó đánh cái đồ họa như thế nào. Đó, nói chung thì cái con game này là về thế giới khá viễn cổ anh em à. Pháp sư quả. Đó, thì anh em mới vô anh em nhìn sơ cái đồ họa đó, anh em thấy chưa? Đây là mình để mắt pin nha anh em. Đó. Anh thấy đồ họa chưa? Nè, anh em muốn zoom lại, zoom gần tới, zoom gần con zoom xa là anh em nhấn cái nút chuột lăn của anh em á. Rồi anh em lăn tới lăn lui nha. Rồi anh em lượm đồ thì bạn là ép. Đó. Đây là làm vũ khí. Rồi, đi thôi. Đây để mình lại gần xíu cho nó, đó, nhìn cho nó đẹp. Đây phải cứu ở đây trước. Anh em nhìn lửa nè, đó thấy không? Mình thấy game này đồ họa chi tiết anh em. Đây thì đây là quái vật. Ví dụ như combo là nó có sẵn combo ở dưới nó 1-2 chiêu, 1-2-3-4 anh em. Dù anh em vừa đánh là sau này anh em thao. Nó phải cần thao tất tay rất là nhiều nha anh em. Đó, anh em biết chưa. Nói chung pháp sư thì skill là chính. Đó. Mình sẽ cho anh em nhìn toàn diện. Đó, anh em nhìn cỡ này thì Mifor làm gì có tuổi anh em. Where's the princess? I'm sorry. Anh em thấy
nhân vật làm chi tiết không? Mình thấy chi tiết rất là nhiều. Nếu mà coi thế này thì khác gì mình đang coi một bộ phim đâu. We were taking the princess to a prophet. She was supposed to study Allura's relic to unlock its powers. The rain should have masked our tracks. Body. But the frost guard knew exactly where we were. Nếu mà mình thấy Wimit nó đã ra đồng này rồi, nếu mà con game này mà ra đồng, nếu mà chơi game vừa trải nghiệm vừa kiếm tiền á, thì mình thấy con này có khả năng là sẽ bùng nổ nha anh em. Như đồ họa nó không chơi vào đâu được. Anh em thấy không? Khó mà chơi được cái đồ họa này đó. Và nếu mà khi mình làm cái clip này ra rồi á, nếu mà anh em quan tâm về nhiều á, thì clip sau á mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách tải về để anh em cài đặt anh em chơi nha. Thì có anh em coi mấy đoạn này chóng mặt mày đái rồi. Con game này tầm khoảng cỡ 20GB nha anh em. Gần 20GB. Đâu đó mình tải về đâu cỡ đó đó, gần 20GB. Đó thì anh em thấy cái game nó nặng thế này thì đồ họa nó mới đẹp được nha anh em. Nói chung mình không giỏi tiếng Anh, nên thật chắc cái cốt truyện á mình không có hiểu lắm anh em. Nên thật chắc thì mình để ra cho anh em coi cái truyện anh em nào mà giỏi tiếng Anh á thì anh em sẽ hiểu được cái cốt truyện của nó. Thì mình cứ đại khái là cái cốt truyện đây là nó giữa người chiến đấu giữa người có quái vật lên em. Như vậy. Anh em thấy con nhân vật mình xăm chỗ tóc tô ngầu. Đó là vậy mới làm phù thủy bóng đêm được chứ. À. Rồi đi thôi anh ơi. Thì con game này nó có hai phong cách chơi. Khúc đầu thì đã nói là anh em, một là anh em dùng chuột, còn hai là anh em dùng ADS để anh em sử dụng anh em di chuyển nha. Rồi đó anh em thấy không? Combo. Ví dụ như phù thủy thì cần phải vặn khá nhiều. Con để mình lại sát con rèm cho anh em coi này. Đó anh em nhìn thấy đẹp không, rèm mà cũng phải chi tiết như thế này đó anh em à. Chết rồi, để thôi. Rồi đây. Đây là dạng như kiểu là đang trong Jumeon đó anh em, đang trong hầm ngục, là anh em đây thì kiểu như là con boss của Jumeon. Thì cái này là có khá nhiều lối chơi. Ở trong game rất là phong phú kiểu chơi anh em à. Ở trong nhiều kiểu chơi lắm. Đó, thì mình sẽ đi anh em nhìn thấy con này không? Chi tiết không? Dài mà con này mà về đồ họa mà anh em còn chê nữa thì không biết là con gì nữa. Thì mình nghĩ nếu mà anh em chơi con này rồi thì sẽ không có xài tun được nha anh em. Chơi mà chơi theo cái kiểu gameplay thế này thì không cách nào mà tun được hết anh em à. Tất cả anh em phải chơi thao tác tay. Thì mình thấy nếu mà chơi thế này ra nó mới hay. Bởi vì khi mình đây mình sẽ đầu tư vào một con ấy và mình trải nghiệm game luôn, nó hay hơn nhiều. Đó.
À quên cái này nhảy được nha em đó. Anh em sử dụng cách là nhảy lên nhảy xuống nha. Ở trong game này tính năng khá đầy đủ. Do tại là hôm qua mình đã chơi thử rồi là mình tính làm trong đêm cho anh em luôn. Nhưng mà nó bị một cái là mình phải làm lại một cái bản cập nhật. Mình phải up lại cái bản cập nhật của nó mà cái bản cập nhật của nó khá lâu, khá nặng. Phải mất mấy tiếng hồ anh em. Máy mình nhớ up mất 2 tiếng hồ. Mà cái khuya quá rồi thôi mình để cái hôm nay cái mình làm luôn cho anh em. Đó. Sao mà tay mình, à đúng rồi. Mình phù thủy mà một tay có lửa, một tay có sét kìa. Phải. Rồi đây. Anh em có ngựa đây. Ngựa nào của tao. Rồi, đi. Đó. Mình thấy hôm qua mình chơi mình thích nhất cái đoạn này nè anh em. Có ngựa này bay được nha. Nè, spay để fly in nha. Đó. Rồi, bay đi. Bay đi. Đó, anh em hướng lên thì nó sẽ bay lên. Ồ, thấy xịt luôn kìa. Chết, chết, chết. Đây, anh em không? Đó, quá dữ. Đâu rồi, băng đệ mình đâu rồi? Băng đệ mình bay lâu thế. Đó. Bay lên. Thì đó, quy cộng space space là à đúng rồi, quy cộng space là anh em sẽ tăng tốc anh em di chuyển nhanh nha. Thì nói trong đó, thì trong cái con game hôm nay á là mình review tới đây cho anh em xem thôi. Còn về gameplay chơi thì mình sẽ ấy sau. Rồi nếu mà anh em thấy thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và nếu có bất cứ ý kiến hay là thắc mắc gì anh em cứ để dưới phần bình luận cho mình. Đó. Thì anh em đã thấy thích con game này chưa? Cho mình là mình thích nó rồi đó. Đó, khá là chi tiết nha anh em. Rồi, lên đây vẫn phải đánh quái vật. Rồi, đó, thì video mình hôm nay mình làm tới đây thôi. Rồi, mình cũng xin hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha.